tất cả những quốc gia nào trên thế giới không lo sám hối kịp lúc thì sẽ bị tiêu diệt bởi sự việc vô cùng khủng khiếp này xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Đây là màu gốc, đồng bào hãy coi để nhận diện mà học hỏi. Và đây là màu tôi làm đậm hơn. Và đây là địa chỉ để đồng bào gửi tiền phụ giúp tôi làm việc. Chuông gọi hồn trình diện cha trời thượng đế toàn năng. Và đồng thời chúng ta cùng nhau làm việc. Hội đồng cứu nguy dân Việt và nước Việt gấp, chớ chậm trễ. Đây là địa chỉ để gửi tiền đến phụ tôi làm việc. Gấp, chớ chậm trễ. Vì chúng ta đã quá chậm trễ rồi. Và đây là ông Rồng, Vương Đạo Việt và bà Phụng Việt đã hiện ra ngày 2 tháng 5 năm 2010 phù trợ cho chúng ta làm việc. Tôi đã chụp được hình ảnh này cùng đồng bào ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park ở tại thành phố Westminster ngày 1. Hồng tươi mát, rất là tuyệt vời. Những hình ảnh mà tôi vừa trình bày, đồng bào có thể thỉnh tại văn phòng hội đồng cứu nguy dân Việt. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ gửi những hình ảnh đặc biệt mà tôi vừa trình bày đến cho đồng bào theo lời yêu cầu của đồng bào, và đồng thời gửi thánh nhạc đến cho đồng bào. Thánh nhạc của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi sáng tác, soạn thảo và trình tấu gửi cho tất cả nhân loại chúng ta. Hãy liên lạc với tôi sẽ gửi đến tận tay quý vị. Và nhớ, những ai có tiền thì hãy phụ giúp tôi chi phí để make copy cũng như chi phí ấn lót, và đồng thời làm những việc mà cần phải làm, vì chúng ta cần thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết. Ngõ hầu nhiều người sẽ được cứu rỗi. Và đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa hiện ra. Đồng bào có thể thỉnh những hình ảnh này để trong nhà hoặc những nơi làm việc của chúng ta. Và đây là hình ảnh cảnh báo là tsunami vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới, và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Vì lẽ đó, nếu chúng ta thông báo cho nhiều người được biết để chúng ta cùng nhau sám hối và chuẩn bị giúp đỡ cho nhau theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa Giêsu, thì sẽ có nhiều người được cứu rỗi. Bằng ngược lại thì không một ai được cứu rỗi đâu. Những kẻ nào không cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu thì những kẻ đó chắc chắn sẽ không được cứu vào thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Nhớ cho rõ. Và kính thưa đồng bào dân Việt quý mến, sau đây là vài lời cảnh báo vô cùng quan trọng mà tôi với tư cách là Minh Vương nước Việt, mà toàn thể đồng bào dân Việt chúng ta
đã và đang mong chờ bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào quý mến, qua những hình ảnh phép lạ tôi vừa trình bày hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, đủ nói lên việc tôi đang làm là do cha trời thượng đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên chúng ta ban cho. Vì lẽ đó, tôi kêu gọi và cảnh báo cho tất cả đồng bào dân Việt chúng ta ở khắp năm châu, hãy cùng tôi, cùng nhau đáp lại lời mời gọi của cha trời thượng đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, là hãy sốt sắng làm việc chuông gọi hồn trình diện cha trời thượng đế toàn năng, tức là thông báo tất cả những tin mừng vô cùng vĩ đại cần thiết mà tôi vừa trình bày cho đồng bào được biết trong vòng cả tiếng đồng hồ vừa qua. Ngõ hầu nhiều người được cứu rỗi khi cơ tận diệt xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Cũng như tôi cần nhắc nhở cho toàn thể đồng bào dân Việt chúng ta được biết là chúng ta có bổn phận đồng hành với tôi làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt gấp. Hãy cùng nhau làm việc theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Ngõ hầu chúng ta có thể phụ làm gương cho nhân loại vào thời mạt kiếp này là hãy sống thuận theo ý của cha trời thượng đế toàn năng, tức là thứ nhất, thương yêu đức cha trời thượng đế toàn năng trên hết mọi sự. Thứ hai là hãy thương yêu người khác như chính bản thân mình. Tôi nhắc nhở một lần nữa, những người đang lãnh đạo ở tại đất nước Việt chúng ta, hãy thông báo publicly trên Liên Hiệp Quốc hoặc là thông báo cho đồng bào được biết là hãy trao trả quyền tự quyết của người dân gấp, do tôi cùng toàn thể đồng bào đứng ra đảm đang việc nước. Vì quý vị đã và đang bị quỷ Sa Tăng bắt làm nô lệ bấy lâu nay, bởi vì bọn tài phiệt quốc tế là đệ tử của quỷ Sa Tăng và bọn cộng sản siêu quy khuẩn là bọn đệ tử của quỷ Râu Xanh và quỷ Sa Tăng. Chúng nó là một, chỉ có khác nhãn hiệu mà thôi. Vì lẽ đó, tất cả chúng ta có bổn phận, hãy làm bổn phận của mình, cùng nhau phụ tôi làm việc gấp. Còn tất cả những người Việt ở hải ngoại, hãy cùng nhau nhắc nhở cho nhau, đồng hành với tôi làm việc gấp, chớ chậm trễ. Vì quý vị đã quá chậm trễ, và sự chậm trễ của quý vị, tội, phải nói là tội đó không thua gì tội cộng sản hoặc là tội tài phiệt quốc tế hung dữ ác độc tham sân si. Sự thờ ơ và bê trễ của người Việt chúng ta ở khắp năm châu bấy lâu nay đối với việc làm chuông gọi hồn trình diện cha trời thượng đế toàn năng và việc làm hội đồng cứu nguy dân Việt và nước Việt, sự bê trễ đó là trọng tội không thua gì bọn cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại đã mà đang hành hạ dân Việt chúng ta. Và bọn cộng sản siêu quy khuẩn ăn hại, chúng nó là một với bọn tài phiệt quốc tế, và bọn tài phiệt quốc tế chúng nó còn hung dữ hơn bọn cộng sản Việt Nam nhiều. Nhớ điều đó, tất cả những người đang lãnh đạo ở tại đất nước Việt, hãy trao trả quyền tự quyết của người dân do tôi cùng đồng bào lãnh đạo. Mà một lần nữa ta nhắc cho các người biết, ta chính đây Phù Đổng Thiên Vương tái thế Đại Việt Vương Đạo, công bình bác ái, thương yêu đùm bọc tha thứ cho nhau. Tất cả những kẻ nào thực sự sám hối sẽ được tha và sẽ được cứu, cũng như con cháu các ngươi sẽ được cứu rỗi. Còn tất cả những kẻ nào, những ai cố chấp kiêu ngạo không nghe lời ta khuyên bảo thì chính các ngươi sẽ bị quỷ Sa Tăng bắt làm nô lệ sau này khi các ngươi nhắm mắt lìa đời, và trước đó có thể chính các ngươi sẽ bị người dân trong nước xử tử hình cả lũ. Và những đứa nào chạy khỏi ra nước ngoài, các ngươi sẽ sống nhục nhã, và tất cả những tiền bạc mà các ngươi chuyển ra nước ngoài, các ngươi đều bị bọn tài phiệt quốc tế giật hết
Đó là những gì ta cần nhắc nhở cho các người biết. Riêng về đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, phải cùng tôi làm việc gấp, chớ chậm trễ. Vì nếu quý vị chậm trễ, sau này quý vị nghiến răng thì đã muộn. Nhớ, tôi không còn thời giờ nữa. Tôi đang xin cha trời thượng đế toàn năng cho tôi tỉnh khẩu đối với đồng bào dân Việt chúng ta. Vì chính đồng bào đã để tôi chờ đợi quá lâu, và cha trời thượng đế toàn năng đã ra lệnh cho tôi không được phép thông báo cho đồng bào nữa. Thế nhưng ông bà tổ tiên dân Việt chúng ta đã cầu khẩn cùng đức cha trời thượng đế toàn năng một lần nữa, hãy cho thời gian, cho thêm thời gian để tôi thông báo cho đồng bào được biết. Vì lẽ đó, vì sự kính nể của ông bà tổ tiên chúng ta, tôi rất kính nể ông bà tổ tiên chúng ta, đương nhiên, và nhất là kính nể đức cha trời thượng đế toàn năng, tôi xin vâng lời và tiếp tục thông báo cho đồng bào dân Việt chúng ta được biết. Chứ nói đúng ra thì tôi đã tinh khẩu đối với dân tộc Việt chúng ta rồi, vì đồng bào đã để tôi chờ đợi quá lâu. Điều đó phải chấm dứt năm nay, không được phép để tôi chờ đợi nữa. Và chúng ta có bổn phận đem tình thương yêu, đùm bọc, tha thứ của đức cha trời thượng đế toàn năng qua sự dạy dỗ của Thiên Chúa Giê-xu, kêu gọi đồng bào chúng ta sám hối gấp, nhất là những người đang mắc bệnh cộng sản, hãy sám hối gấp, ngõ hầu đưa họ được cứu. Bởi vì người bệnh mới cần thầy thuốc, mà những kẻ nào là những kẻ bệnh? Là những kẻ tham sân si hung dữ ác độc. Cộng sản, tài phiệt quốc tế cũng như đời sống chúng ta hàng ngày hỏi chúng ta có tham sân si không, thì chính chúng ta cũng là những người bệnh. Vì thế tất cả nhân loại đều có mắc bệnh tham sân si nặng hoặc nhẹ. Vì thế chúng ta cần phải tha thứ cho nhau, nhắc nhở cho nhau trong tình thương yêu. Và những kẻ nào đã lỡ lầm phạm tội nhiều lần thì hãy sám hối gấp, đừng bê trễ nữa. Vì nếu mà các người bê trễ thì sau này các người nghiến răng thì đã muộn. Vì lúc đó các người sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, nhiều đời nhiều kiếp, vô cùng khủng khiếp hơn là bây giờ các người đang bị chúng nó bắt làm nô lệ. Ta nhắc nhở cho các người lần chót, và nhắc nhở cho toàn thể đồng bào được biết lần chót. Chúng con cảm tạ Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, tạ Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng con, đã ban cho con có sức khỏe ngày hôm nay thưa chuyện cùng đồng bào, ruột thịt thân thương quý mến của chúng con, nói riêng về dân Việt, và nói chung là cho tất cả nhân loại chúng con. Xin Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho con thần trí khôn ngoan và đầy đủ phương tiện để vâng lời Ngài một cách trọn vẹn từ thời gian đến thời gian. Con cảm tạ trọng ơn và danh nghĩa của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng con. Amen.